Thưa quý vị và các bạn, 70 năm đã trôi qua nhưng tình cảm và trách nhiệm của nhân dân miền Bắc, trong đó có nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc mãi là biểu tượng sinh động về nghĩa đồng bào, tình đồng chí, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn gian khổ, hy sinh. Là bài học kinh nghiệm quý báu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Những năm tháng không quên do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để cảm nhận rõ hơn về điều này. Học sinh miền Nam là tên gọi thân thương ở miền Bắc trong suốt những năm từ năm 1954 đến năm 1975. Dù đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam trước và cả sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng chỉ có rất ít tài liệu, sách báo viết về đội ngũ này. Nổi bật trong số đó là cuốn sách trường học sinh miền Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phú 1968 1972 do nhà nghiên cứu Cao Văn Dũng chủ biên. Theo đó, học sinh miền Nam được phân chia thành 3 thế hệ. 3 loại học sinh miền Nam và ba thế hệ. Loại thứ hào lại thứ nhất là khi mà tập kết ở Bắc, cha mẹ em là người ở phía Nam vị trí 17 đào tạo để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã miền Bắc. Thứ hai, khoảng từ năm 61, lúc đại hội Đảng có tuyên bố đưa học sinh Việt Nam đến về đào tạo để xây dựng chủ nghĩa miền Bắc và góp phần giải phóng miền Nam. Thế hệ ra từ 60 đến 64 đến 68, 67 là hết. Thế hệ thứ ba là thế hệ là trước sau Điện Bắc đi. Ước tính trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 32.000 học sinh miền Nam lần lượt theo bộ đội, đi tàu thủy, đi bộ vượt dãy Trường Sơn, ra miền Bắc học tập. Hàng chục ngàn người trưởng thành sau đó trở về xây dựng miền Nam. Những cái ngày hạnh phúc nhất trong cái tuổi thơ của Trại Giang là những cái ngày được học ở trường học sinh miền Nam. Trong trường có những 600 học sinh, thì mỗi người một hoàn cảnh để tập hợp nhau lại. Nhưng mà ở đấy Trại Giang học được cái điều yêu thương nhau và đoàn kết. Có một cái điều nữa Trại Giang thấy sung sướng và hạnh phúc là ở học trường học sinh miền Nam không chỉ dạy cho bọn mình về văn hóa mà dạy cho chúng mình về tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là cho các em được phát triển theo cái năng khiếu theo cái khả năng của mình ví dụ như thời gian thích văn nghệ thì cho học búa rồi có những bạn thích hát thì học hát có những bạn thể dục thể thao đại khái dạy một cách rất là toàn diện tất cả những khó khăn đều phải vượt qua vì chúng ta là học sinh miền Nam. Chính học sinh ở trường ở trường học sinh miền Nam đã dạy học sinh miền Nam cái cái bản lĩnh đó mà muốn có bản lĩnh đó phải có kiến thức, con người phải sống ra sao. Thì đối với tôi cũng vậy. Trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật khó khăn lắm, nhất là nước mình cái thời kỳ mà trước năm 90 để tiếp cận với những cái khoa học hiện đại, máy tính điều khiển tất cả đều khó khăn. Nhưng mà lúc đó khi mà đi sang Pháp làm á tôi cố gắng tinh thần là cái gì khó khăn nào cũng phải vượt qua. Gần 30 năm nghỉ hưu thì tôi có đào tạo được nhiều trăm những học học sinh trẻ, những sinh viên trẻ và những người đó rất trưởng thành. Và tôi rất thấy yên tâm là mình đã là học sinh miền Nam, là trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm với thế hệ trẻ. Những học sinh miền Nam trên đất Bắc, những hạt giống đỏ đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước về sự nghiệp trồng người là vun bồi dưỡng nuôi những người có đức có tài, có tấm lòng son sắt với quê hương cho công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước xây dựng bảo vệ tổ quốc vì một việt nam hội nhập và phát triển như hôm nay